Rồi mọi người, hôm nay mình sẽ đưa mọi người xuất phát từ ga, xuất phát từ ga Đồng Lê, nằm tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, dọc theo tuyến, và mình tiếp tục với chặng đường khám phá về đường sắt. Quay những gì nguy hiểm, quay những gì mà đường sắt trải qua cho mọi gửi tới mọi người. Điểm xuất phát hôm nay của em là ở ga Đồng Lê, đi về Hà Tĩnh và các ga kế tiếp. Thì mọi người cùng em để đón chờ quay ga kế tiếp của từ ga Đồng Lê tới ga kế tiếp là ga nào nhé mọi người. Đây là khung cảnh giữa hai bên của ga Đồng Lê. Thì như hôm qua em nói rồi, ga Đồng Lê là một ga khách, trừ SM1 ra không dừng. Hai bên phía tay trái và tay phải thì đều có dân cư, ở giữa là ga, và hiện tại ga gồm có 3 đường. Rồi. Đây mọi người, khung cảnh của ga Đồng Lê đây. Hiện tại cũng như nói lời tạm biệt ga Đồng Lê và thị trấn Đồng Lê, em sẽ quay phía xa tổng quát cho mọi người. Rồi mọi người cùng em tiếp tục. Đi từ Đồng Lê ra thì có cái cầu mang tên cái cầu Đồng Lê, tại vị trí 435 cộng 52, dài 37 m. Cầu đây mọi người, cầu so với mặt sông lên thì nhìn như là một vực thẳm luôn. Cầu bắc qua một con suối. Thuộc thị trấn Đồng Lê, tỉnh Quảng Bình, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình mọi người nhá. Khung cảnh nơi đây đây. Cầu dài 67 m mọi người. Nằm tại km 435 cộng 52 là điểm cuối của cầu. Rồi mọi người cùng em về phía trước. Đi qua một chặng đường khá xa, khá dài từ Đồng Lê ra, đi trong những rừng keo, đồi tràm. Đây mọi người. Và tới vị trí km 432 cộng 420 có một chiếc cầu gọi là tên cầu Đò Vàng. Cầu Đò Vàng đồng nghĩa là cầu này cũng đã gắn liền với lịch sử các ông vua. Vào năm theo người dân kể lại là cầu Vàng là ngày xưa có vị vua chạy sang nước Lào thì bị chạy trốn sang nước Lào thì bị lật và lật thuyền ở đây và rớt hết vàng bạc châu báu ở dưới sông. Người ta gọi là sông Vàng và đặt tên cầu là cầu Đò Vàng, nằm tại km 432 cộng 420. Cầu dài 238 m.
238 m. Cầu được khôi phục lại vào năm 2011 đến 2013. Và cầu Đò Vàng này là sự kết nối giữa Kim Lũ với Đồng Lê và huyện, và cầu Đò Vàng đang nằm trên địa phận của xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây mọi người, cầu dài 238 m, cầu bắc qua sông Vàng. Và sông này nước rất trong mọi người, khung cảnh ở đây rất ok luôn mọi người. Bên kia là cầu quốc lộ 14A. Và cầu là sự kết nối giữa ga Đồng Lê và ga Kim Lũ nhé mọi người. Đây mọi người, xung quanh cầu Vàng nước ở đây thì trong không thể nói được, nói chung là còn địa hình ở đây thì rất là, hiện tại mình đang đi ở trên cầu Đò Vàng nhé mọi người. Nước chảy rất xiết luôn. Và ngày mình đến đây là hiện tại đang vào là mùa đông nên thời tiết rất âm u, nhưng nước vẫn trong mọi người, mưa thường xuyên nhưng nước vẫn trong. Đây mọi người, đây là hình ảnh của cầu Đò Vàng. Và cầu đang được sự quản lý của công ty đường sắt Quảng Bình nhé mọi người. Cầu có hai đường, một đường dành cho xe máy và người đi bộ để giữa Đồng Lê và Kim Lũ đi qua với nhau, là ở những thôn ở vùng quê đây. Và bước hết cầu Đò Vàng rồi mình tiếp tục, các bạn hãy nhìn phía trước đó, bắt đầu mình trèo đèo nhé mọi người. Mình nghe nói là bảo là chặng đường này là chặng đường gian nan nhất, đèo kia xít hay kia gì ấy mình cũng không rõ, mình chưa nắm rõ được. Đây mọi người, đây là khung cảnh của cầu Đò Vàng. Mình sẽ quay lại đây lấy một cái kỷ niệm mình đã được đứng ở trên cầu này. Đấy mọi người, đây là khung cảnh tắt của cầu Đò Vàng rất đẹp luôn. Nơi đây rất thích hợp vào mùa hè, các bạn đến đây thì có nhất một cái suối rất trong, một cái sông rất trong. Sông thì nó cạn thôi nhưng nước chảy cũng xiết. Đây mọi người, cầu Đò Vàng nằm ở km 432, đồng nghĩa là cách Hà Nội 432 km. Phong cảnh nơi đây thì không còn có gì để tả nữa mọi người. Rồi bước qua cầu Đò Vàng là mình xuất phát đi theo về hướng Kim Lũ, thì bắt đầu với một hành trình. Các bạn nhìn phía trước là các bạn biết là hành trình gì rồi gì. Đó là hành trình bắt đầu vượt qua những đèo và những đồi cây trong rừng.
Đây mọi người nhìn thấy hướng phía xa xa về cầu Đò Vàng và sông Vàng. Khung cảnh đây có những cái hiện tại trời đang mưa, mưa phùn, mưa sương, thì nhìn thật thật sự u ám và nói chung là cảm thấy nó như một cái gì đấy rùng rùng mình. Rồi mọi người cùng tiếp tục với em trên chặng đường. Khám phá về cung đường từ Kim Lũ, từ Đồng Lê tới Kim Lũ. Để biết sự gian nan và khổ cực của những người tuần đường cũng như là công nhân đường sắt Việt Nam trên mọi nẻo đường. Nhưng bù lại được cái là người ta được thả hồn vào thiên nhiên. Rồi, tiếp tục mọi người nhé. Rồi mọi người, khi mình bước qua cầu Vàng ấy là cũng hết hết địa phận của xã Lê Hóa và đến và bước qua bên này là xã, hiện tại đây là xã Kim Hóa. Và con đường đi về, con đường trên tuyến đường sắt chạy qua đây mọi người, đây là thuộc xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình nhé mọi người. Và hiện tại đường sắt mình đang chạy thẳng đi theo ven những thung lũng và những quả đồi đi về ga Kim Lũ. Và cuộc sống nơi đây của dân thì thật sự là được chỉ được một phía bên ngoài thôi mọi người, còn ở bên trong này thì mình nhìn chẳng thấy đường ra nào cả, mà nhưng vẫn có người nhà ở. Lại gặp cái mùa đông trời đang đổ thời tiết lạnh thêm nữa, thì có những hạt mưa bay bay, thì cảm thấy không khí ở đây rất một cái ảm đạm và một cái mờ mịt. Đây mọi người, phía trước mình là những quả đồi kéo theo những dòng mưa phùn, tạo cho một cái không khí mờ mờ ảo ảo. Còn phía xa kia là một cánh đồng được bồi đắp bởi con sông Vàng. Rồi mọi người cùng em tiếp tục với chặng đường đi về Kim Lũ. Các bạn à, các bạn có biết không, trải qua bao dặm, hàng nghìn cây số,
trí 429 cộng 590, huyện xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây các bạn nhìn xem những cái cầu sắt này, nó không cầu kỳ giống như những đường đường quốc lộ đâu các bạn, nó mới nhìn bình thường thôi, nhưng nó tồn tại biết bao nhiêu năm, hàng chục năm, hàng nghìn năm, vài chục năm đấy các bạn ạ. Nghìn năm thì chưa thấy đâu, nó vài chục năm rồi. Đây là thuộc xã Cụ Kim Kim Hóa, huyện Kim Lũ. Và xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình nhá mọi người. Đây ở dân hai bên người ta rải rau cải, nhìn rất đẹp luôn. Mọi người nhìn thấy đồi núi Kim Lũ này. Bắt đầu vào Kim Lũ này, đồi núi này bao phủ bởi những sương mù này. Đây là phía trước này. Còn đây phía hông của Kim Lũ. Còn một cả 1 km nữa là tới ga Kim Lũ nha mọi người. Đây, tầm nhìn xa là 500 mét. Đây là tầm 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ trưa mọi người. Đây là tại Kim Lũ. Sắp tới ga Kim Lũ rồi, còn có 1 km nữa là tới Kim Lũ. Mà thời tiết này, trước mặt là một quả đồi, mà cũng không thấy quả đồi đâu, chỉ thấy những cái bán. Đây mọi người, rồi là thấy bóng điện vào ga rồi. Vẫn đang thuộc huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình nhé mọi người. Và nhìn không khí bầu trời ở đây thì Sapa cũng không cần vắt mây đâu, đây mây mù bao phủ hết rồi. Rồi cuối cùng với chặng đường 11 km từ Đồng Lê đi ra thì cũng bắt đầu gặp ga Kim Lũ. Đây là ghi nam của ga Kim Lũ nha mọi người. Thêm một cái đường kè nữa để xuống hàng. Đây mọi người, phía khi nào chúng ta thì và đây sương mù mù mịt luôn. Thì tại cái lúc này hai bên thì dân cũng ở và hai bộ ghi đầu thì chưa được thay. Đây là một ga hàng và cũng như là ga tránh tàu mọi người nhé. Và ghi ở đây chưa được thay nhé mọi người. Đây là cuộc sống hai người dân ở bên ga luôn, có giáp đường quốc lộ 14 14A và với một cái đồi núi cao chót vót, sương mù bao phủ cũng như mưa phùn
Dưới là có người dân ở nha mọi người. Mình vào trung tâm ga mình quay cho mọi người đây này, dân ở hai bên luôn mọi người. Ga Kim Lũ vẫn đang thuộc đất Tuyên Hóa, Quảng Bình. Đồi núi bao phủ mọi người ơi, mọi người không cần đi bắt ra. Đi lên Sapa bắt mây không? Ở đây gần cũng có mây này, ai ở đây cũng có mây hết này. Xa rồi. Đi từ Sài Gòn ra. Đi từ Sài Gòn ra đây. Đi mấy tháng rồi? 50 ngày. 51 ngày rồi. Được, đi hết đường sắt Việt Nam luôn. Con lên ga xíu nhá. Dạ. Đây mọi người. Lại tiếp tục này. Trời ở đây sương mù lắm mọi người, không biết có vàng vượt qua được cái chặng đường không. Ở đây hai bên là dân cư, người ta ở sát sàn sạt nhau luôn. Đây, tuy đồi núi nhưng vẫn đạt là là công đường Kim Lũ nha mọi người. Mình vào đây là có bụi sương mù mịt rồi. Đây mọi người, Kim Lũ. Đây là ga Kim Lũ, nằm trên huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là đường vào ga này. Tàu dừng à? Tàu vào dừng đó. Dừng là nó phải đi ra, cái đường bên này kìa. Đây mọi người, ga Kim Lũ nằm ở Kim Hóa, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đấy mọi người. Thời tiết đây rất đang sương mù. Ăn với đi đẩy nữa.